Yo, hello anh em, hay hay, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Hôm nay bất ngờ xuất hiện một cái sự kiện web có tên là Đại Chiến Dọn Dẹp. Khi tham gia sự kiện web này thì mình thấy nó có những cái điểm rất là khác so với các sự kiện web đã từng diễn ra. Và trong đó thì sẽ có không ít thắc mắc của anh em. Mình thì vừa chơi xong sự kiện này và mình làm cái video để giải thích cho anh em về những cái khác biệt đó nhá. Ok anh em, vậy thì bắt đầu thôi. Về một số thông tin liên quan thì sự kiện này bắt đầu từ 18 tháng 1 2024 và kết thúc vào ngày 24 tháng 1 2024. Điều kiện tham gia là hạng mạo hiểm lớn hơn bằng 10 là anh em có thể tham gia sự kiện này rồi. Và cái phần thưởng thì được ghi rất là rõ ở đây, đó là vượt ải ủy thác dọn dẹp thì sẽ nhận được 85 nguyên thạch. Sau khi ủy thác dọn dẹp đạt mốc chỉ định nhận được khoảng 35 nguyên thạch. Tổng là 120 nguyên thạch như sự kiện bình thường. Ngoài ra sự kiện này còn có 80 nguyên thạch nữa và cái cách nhận nó thì mình sẽ chỉ anh em ở đoạn video sau đây. Khi vào sự kiện thì chúng ta sẽ có một cái đoạn là giới thiệu về cái sự kiện nó diễn ra, Paimon và nhà lữ hành nói chuyện như thường lệ. Sau đó nó hiện ra một cái hình tia sét năng lượng như thế này. Anh em bấm vào thì nó sẽ nhảy ra cái tutorial, trong đó thì có cái phần nhiệm vụ hàng ngày là cái giống như các sự kiện web bình thường. Đăng nhập vào sự kiện web này, đăng nhập game mỗi ngày, nhận thưởng ủy thác 2 lần và gia nhập server Discord. Khi anh em chỉ cần bấm vào link nó nhảy ra thôi là đã nhận được cái phần năng lượng trong đây rồi. Nói chung đây là cái phần sự kiện web thông thường nhá, nhiệm vụ hàng ngày này. Và nó sẽ reset lại ngày hôm sau anh em đăng nhập và anh em cũng sẽ nhận được cái phần năng lượng ở đây. Về cái kiêu chiến tích lũy này thì nó khác biệt hơn. Nó sẽ yêu cầu anh em vào trong game và làm những hoạt động sâu hơn. Ví dụ như là đánh bại một kẻ địch, kẻ thù mạnh đáng nhớ ấy, thì nó ghi rất là mơ hồ, thực sự thì đó là một con boss tuần. Anh em vào đánh boss tuần nó sẽ tính vào đây, không cần nhận thưởng cũng tính nhá. Tích lũy vượt bí cảnh một lần thì anh em biết rồi, farm di vật các thứ là được. Tích lũy nhận thưởng hoa địa mạch một lần, đơn giản đánh hoa vàng hoa xanh. Tích lũy nhận thưởng đánh một kẻ địch thủ lĩnh là nó ghi ở đây là nhận thưởng đánh bại một kẻ địch thủ lĩnh. Tức là anh em phải đánh bại một con boss map và anh em nhận thưởng của nó thì anh em mới nhận được 50 cái phần năng lượng ở đây. Chứ anh em nếu như chỉ đánh nó thôi mà anh em không nhận thưởng thì anh em sẽ không nhận được cái phần thưởng này nhá. Tích lũy cường hóa thánh di vật bất kỳ 5 lần, đơn giản là cái này anh em bấm nâng cấp từng cấp độ 1 cũng được, chứ không cần phải nâng 5 cái di vật lên cộng 20 đâu anh em, không cần đâu nhá. Cường hóa vũ khí bất kỳ 5 lần cũng tương tự như vậy. Và cái phần quan trọng đây anh em thấy rằng nó báo là tích lũy mở 10 rương thám hiểm bản đồ và 5 rương. Thì với nhiều trường hợp anh em đã clear 100% hết rương rồi chẳng hạn, anh em bảo thế này chúng tôi chơi sự kiện làm sao được, thì họ đã tính cái trường hợp này rồi. Đó là trong này thì nó chỉ nhận tối đa 250 thể lực thôi. Anh em nhận hết những cái phần bên dưới này rồi thì anh em không cần phải làm những cái này nữa. Về cái phần tập hợp nhận thưởng này mình xin giải thích như sau. Đó là nó báo rằng mời một người chơi không đăng nhập Genshin Impact trong 14 ngày gần đây để hoàn thành liên kết. Thì khi mà nó báo như thế này, nó có một cái dấu ở đây ấy, anh em bấm vào đây, đó, nó sẽ sao chép cái liên kết riêng thành công. Anh em dùng cái link trong cái liên kết đó để share cho người khác khi người ta đăng nhập vào cái link đó. Khi họ đăng nhập vào link đó thì có hai trường hợp, nếu như là người chơi đã không đăng nhập 14 ngày thì nó hợp lệ, còn người chơi đã đăng nhập trong 14 ngày gần đây thì nó sẽ không tính vào đây và anh em sẽ không hoàn thành được cái phần 80 nguyên thạch này. Thỏa mãn được cái yêu cầu thì phải là 14 ngày gần đây không có đăng nhập vào Genshin thì mới làm được. Nói chung là cái phần sự kiện này thì sẽ là một cái phần quà cộng thêm thôi. Mình nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ không rất khó có thể nhận được cái phần thưởng trong này. Khó thôi chứ không phải là không làm được. Vậy khi bấm vào cái phần dấu cộng này và lấy được cái link thì anh em có thể đi share cái link đó trên những cái nền tảng mạng xã hội, những nơi cho anh em đăng cái link về sự kiện này. Không nên spam bừa bãi mà nên đăng đúng chỗ. Ok anh em. Và khi có người đăng nhập vào và chơi cái sự kiện này và thỏa mãn điều kiện thì anh em sẽ nhận được 80 nguyên thạch ở đây. Về các cái phần màn chơi rất đơn giản thôi, anh em chỉ cần đơn giản là bấm mở khóa ải, dùng cái phần năng lượng game nó cho mở khóa tất cả các ải trong đó, rồi dùng cái vòi rồng của Lovilet giả lập, anh em làm cu li thật luôn, dọn sạch những cái khu vực mà game nó yêu cầu là ok. Về cái phần uy tín dọn dẹp này là cái chỗ để anh em cũng kiếm cái phần nguyên thạch ở đây. Về đổi uy tín thì nó có cái tab bên tay phải này. Nó báo rằng là nơi đổi của bạn bè, tỷ lệ quy đổi bên này sẽ tốt hơn. Đây không phải là bạn bè mà đây là cái clone duy nhất của mình trong game mình kết bạn để lấy cái phần nguyên liệu. Thì ở đây nó đang có cái tỷ lệ quy đổi là 45:1. Để sử dụng được thì nó yêu cầu là bạn bè cũng đã phải đăng nhập vào cái sự kiện này và đã chơi sự kiện nhá. Khi mình bấm đổi uy tín thì anh em thấy rằng là nó báo rằng mình sẽ được 66 uy tín dọn dẹp dựa trên những cái lượng nước thải mà mình đã có. Còn nếu như mình không dùng cái tỷ lệ quy đổi bạn bè mà mình dùng cái tỷ lệ quy đổi trong game thì sẽ là 60 uy tín dọn dẹp. Trên có 6 điểm thôi, thực sự là như vậy nó nói lên rằng anh em chơi một mình chẳng sao cả anh em ạ.
và mình sẽ không sử dụng cái clone của mình mà mình dùng cái raid cơ bản của game để chơi. Và đây là khi mình đổi xong thì sẽ được những cái mốc thưởng đó và mình sẽ nhận được cái phần nguyên thạch. Như vậy là sẽ còn thiếu một mốc ở đây cùng với hai cái ải bên ngoài. Và anh em sẽ phải đăng nhập vào trò chơi này để nhận thêm năng lượng vào ngày mai. Đây không phải là một cái sự kiện web mà anh em sẽ làm xong ngay. Cơ bản thì cái phần thưởng nguyên thạch của nó cũng rất là lớn. Ok anh em. Trên đây là những cái phần chia sẻ của mình về cái phần sự kiện web này. Hy vọng là anh em sẽ chơi thành công nhé. Đây là cái phần nguyên thạch mà mình nhận được từ cái phần sự kiện này. Nhìn rất là khủng không em? Nhìn thử ấn nhận hết nhé. 10, 5, 10, 15, 15, 15, 15. Trông kiểu nó hơi thiếu mấy số 0 nhỉ? Ok anh em. Vậy xin chúc anh em chơi sự kiện thành công và không gặp lỗi gì nhé. Nếu anh em gặp lỗi gì đó thì anh em hãy thử đăng nhập lại. Có thể là nó sẽ sửa được cái lỗi nào đó. Cái phần sự kiện này. Mình xin phép dừng cái video về sự kiện web ở đây nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúc anh em một ngày thật vui và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.